Thưa quý vị và các bạn, để xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh ý chí, nghị lực vươn lên của chính các hộ dân thì sự hỗ trợ đồng hành của Trung ương, của tỉnh từ các chính sách, dự án giảm nghèo được coi là đòn bẩy để kinh tế vùng cao phát triển. Đây chính là động lực để các hộ nghèo và cận nghèo mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trạm Tấu. Là hộ nghèo của xã Át Lưu, chị Hoàng Thị Nhung ở thôn H2, sau khi được hỗ trợ 20 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, đã mạnh dạn đầu tư nuôi 50 con lợn thịt, 5 con lợn nái. Năm 2020, gia đình chị xuất chuồng được 3 lứa với sản lượng 4 tấn, đem về thu nhập gần 100 triệu đồng. Không những thoát nghèo mà giờ đây chị còn vươn lên làm giàu trong xã khi còn tích cực đào ao thả cá. So với mọi năm thì được hỗ trợ cái khoản hỗ trợ này thì gia đình tôi đã phát triển tương đối là ổn định cuộc sống hơn so với trước kia. Cứ mỗi đứa suốt thì cũng được 60-70 triệu cơ. Thì tôi cũng cảm thấy rất là ổn. Mong sao là nhà nước hỗ trợ với lại các ban ngành công xã hỗ trợ gia đình để nuôi phát triển kinh tế thêm hơn nữa. Gia đình bà Chớ Thị Mỉ ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Trước đây, kinh tế của gia đình bà rất khó khăn, nhưng từ khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng để mua trâu về nuôi, nhờ chăm chỉ chịu khó làm ăn đến nay, bà đã phát triển đàn trâu lên 10 con. Không những trả được nợ ngân hàng mà cuộc sống đã khá hơn trước rất nhiều. Nhà mình đã được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư chăn nuôi trâu. Đến nay đã có 10 con trâu, bán đi trả được nợ cho ngân hàng, cuộc sống cũng bớt vất vả rồi. Vẫn còn nhiều người nghèo khó khăn hơn mình thì nhà nước hỗ trợ cho họ. Đây là mô hình trồng giống đậu Hà Lan ăn lá trên diện tích 600 m² của gia đình anh Lường Văn Chiến, thôn H1, xã Át Lưu. Được chương trình phát triển vùng huyện Trạm Tấu hỗ trợ về giống, kỹ thuật và phân bón, đến nay vườn đậu của gia đình anh sinh trưởng tốt và đã cho thu hoạch. Đậu Hà Lan ăn lá là giống cây trồng ngắn ngày, kỹ thuật trồng đơn giản, lại cho thu hoạch nhiều lần trong một vụ. Ngọn vật lá của cây mang giá trị dinh dưỡng cao nên rất dễ tiêu thụ trên thị trường. Mỗi một sào sẽ thu được khoảng 600 kg lá, đem lại nguồn thu trên 1 triệu đồng cho người trồng, cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Giống đậu này có thể tận dụng mọi diện tích đất để trồng bởi khả năng thích nghi cao. Khi được hỗ trợ các chính sách Đảng và Nhà nước quan tâm các mô hình thì gia đình đã phát triển kinh tế và gia đình đã vươn lên khá hơn so với những năm chưa được hỗ trợ và tạo cái thu nhập cho gia đình có thu nhập cao hơn. Năm 2020, huyện Trạm Tấu đã triển khai 32 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững với kinh phí gần 700 triệu đồng để hỗ trợ các mô hình trồng dưa bở, trồng rau vụ đông, hỗ trợ giống lúa mới, phát triển gà đen đặc sản. Bên cạnh đó, để giúp hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo phát triển sản xuất, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn triển khai 12 chương trình tín dụng tạo điều kiện cho 4.600 hộ vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 188 tỷ đồng. Trong cái giai đoạn tới này, đặc biệt là trong năm 2021 mà khi triển khai thực hiện cái chính sách của tỉnh, tuy nhiên là cái cách vận động của huyện thì khắc phục những cái mà tư tưởng trông chờ ỷ lại của người dân thì huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy cũng là các tổ công tác của huyện cũng đã thành lập thế và xuống trực tiếp là hướng dẫn vận động bà con nhân dân chủ động các cái nguồn giống. Thứ nhất là giống mà sẵn có tại địa phương, các cái giống thuần tiến bộ khoa học kỹ thuật mà trước đây người dân đã tự sản xuất ra được thì tập trung cho sản xuất. Thứ hai là tranh thủ các nguồn lực vận động từ xã hội hóa, từ các sở ban ngành hỗ trợ cho huyện, từ các nguồn lực của người dân, của cán bộ công chức đóng góp để giúp đỡ cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn yếu thế để người ta có thêm cái tư liệu sản xuất, mua thêm giống cây trồng về tập trung cho sản xuất. Những hỗ trợ sát với thực tế đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của người dân, thực sự trở thành đòn bẩy để các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Trạm Tấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.